Người dân vùng lũ quét Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn đang khẩn trương khắc phục thiệt hại. Công việc này chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Thủ phủ nuôi cá nước lạnh của Sapa bỗng chốc trở nên hoang tàn. Nhiều hộ nuôi trắng tay và mong muốn có nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân hàng để có điều kiện phục hồi sau thiên tai. 60 trại cá, gồm hơn 610 bể nuôi, gần như bị san phẳng hoàn toàn sau trận lũ quét. Hàng trăm nghìn con cá tầm, cá hồi đã không còn, thay vào đó là bùn đất. Hộ thiệt hại ít thì vài tỷ, hộ nhiều con số còn lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện tại là gia đình em đang nợ 600 triệu tiền ngân hàng. Bây giờ là em mong muốn là ngân hàng giãn nợ để cho em vay lại để là em khắc phục lại cái trại cá của mình. Hiện tại tôi thiệt hại chắc phải gần 3 tỷ. Tại ba suối Nậm Cang, Nậm Than và Nậm Pá đều có các hộ nuôi cá nước lạnh và tất cả đều trắng tay. Không chỉ tiền tích cóp, nhiều hộ còn vay ngân hàng để mở rộng đầu tư. Vậy nên, điều mà người dân nơi đây mong muốn là ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất và tiếp tục cho vay vốn để các hộ nuôi làm lại từ đầu. Gia đình tôi nuôi cá từ đầu năm 2020 đến bây giờ đầu tư cũng hết khá là nhiều, nó rơi vào khoảng độ 2 tỷ tư rồi. À, nuôi cá, số lượng cá đợt vừa rồi thì với số lượng cá là hơn 1,4 vạn một chút, trong khoảng 1,470 con gì đấy. Thì tôi cũng chưa thống kê rõ là cụ thể là bao nhiêu con này. Và nói chung tiền đầu tư cũng một số thì cũng vay ngân hàng làm thôi nên là cũng rất là khó khăn. Đây cũng là kiến nghị của tất cả các hộ nuôi cá nước lạnh trên địa bàn xã Liên Minh với các cấp có thẩm quyền. Bởi nếu không có tiền tái đầu tư, người dân sẽ không biết bám víu vào đâu. Cái thiệt hại mặc dù là nó trong phạm vi diện nó không phải là rộng nhưng mà cái thiệt hại về giá trị kinh tế là lớn bởi vì cái tài sản nó sẽ rất lớn. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì các hộ gia đình hầu như là đều là vay ngân hàng hoặc là vay bạn bè anh em để mà sản xuất, cũng mới mấy năm nay thôi, cũng chưa đủ thời gian để mà quay vòng để mà hồi vốn đâu, cho nên bây giờ mất trắng. Thì rõ ràng là một cái việc của xã hội mà rất là quan trọng mà mình phải có cái bàn tay can thiệp của nhà nước để mà hỗ trợ. Thì chúng tôi mong muốn là các đồng chí trước hết đấy là khẩn trương đấy, tổ chức lực lượng để chúng ta nắm tình hình thật chắc và tổ chức thống kê đầy đủ và chính xác để làm căn cứ để chúng ta xây dựng các phương án để báo cáo với các cấp có thẩm quyền để xử lý triệt để. Việc nuôi cá nước lạnh bên các dòng suối của người dân xã Liên Minh mặt tích cực là phát triển kinh tế, nhưng bên cạnh đó, việc xây dựng những trại cá ven suối để tận dụng nguồn nước sẽ khiến cho người dân không thể chống đỡ khi lũ về. Thiệt hại 255 tỷ đồng thực sự là một bài học quá lớn với người dân nơi đây.